Em thích ăn gì, em thích chơi thể thao gì, em thích em sợ cái gì nhất. Thật sự cái đấy khi mà em nghe được Hà đoán thôi nhá, mà đúng đấy. Ui, tại sao lại có một người hiểu em thế luôn. Sau chuyện này sẽ có cái cuộc sống hạnh phúc hơn và sẽ không phải chuyện tình cũng hơn mà cô ấy mới chia sẻ. Chưa tìm được một người ở bên cạnh để bảo vệ và thế hệ chữ lành các bên phương đấy. Chữ mình đẹp quá, mình sợ bạn đọc xong bạn bị loạn thị luôn, lo lắng lắm. Chưa bao giờ mình viết thư cho người ta, mình sợ người ta bị bệnh về mắt đau chứ. Nhà thằng đây, mình thích nhà thằng đây. Chữ mình đẹp quá, mình sợ bạn đọc xong bạn bị loạn thị luôn, lo lắng lắm. Chưa bao giờ mình viết thư cho người ta, mình sợ người ta bị bệnh về mắt đau chứ. Cảm xúc của em đang không biết là liệu rằng những cái lời nói vừa nãy có làm tổn thương đến Hà không. Hà đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em ấy, nhưng mà em vẫn không có một câu trả lời là làm Hà vui nhất, cho nên là em thấy là rối bời, không biết là những điều mình nói vừa nãy có làm tổn thương đến một cô gái không. Sự là trong đầu em không hề biết và chưa bao giờ nghĩ là hôm nay người được tỏ tình sẽ là em ấy. Cho nên là em đã ngồi ở trên kia để viết một bức thư rất là dài để nói với Hà là em rất là đồng cảm Hà, và em đã từng được nghe những câu chuyện, được chứng kiến những câu chuyện đấy tận mắt. Cho nên là em muốn được nói vài lời với Hà để Hà hiểu là Hà không chỉ một mình, mà luôn có những người hiểu Hà và đồng cảm Hà để giúp Hà đỡ thấy cô đơn. Cho nên là em đã viết một bức thư để riêng cho Hà. Những điều em ấn tượng nhất về Hà thì có hai điều. Điều thứ nhất là tất cả những sở thích riêng của em ấy, bình thường thì chỉ có em với gia đình em với cả bố em thì mới biết được cái sở thích của em ấy. Còn em rất ít khi là chia sẻ những sở thích riêng của mình trên mạng xã hội, mà Hà quan tâm đến em trong một khoảng thời gian khá dài và biết được em thích ăn gì, em thích chơi thể thao gì, em thích em sợ cái gì nhất. Thật sự cái đấy khi mà em nghe được Hà đoán thôi nhá, mà đúng đấy, là kiểu ui, tại sao lại có một người hiểu em thế luôn. Chưa, em chưa bao giờ thấy có ai mà đoán được những sở thích kỳ dị của em luôn ấy. Và cái thứ hai là như mọi người vừa thấy ấy, đây là một trong những cái kỷ niệm bất ngờ nhất
chị Bê à, đáng nhớ nhất đối với em trong năm 2022 này? Mình lên thế và